Rồi xin chào tất cả các anh em yêu quê trên cả nước. Tôi thấy đây cũng là một cái tín hiệu vui cho làng cây và tất cả các nhà dân trong dân hiện tại bây giờ. Khi xây được nhà đẹp xong, họ đã bắt đầu có ý thức bắt đầu chơi cây để tạo cảnh cho công viên gia đình nhà mình cho nó đẹp. Tôi đang có mặt tại nhà anh Nguyễn Hưng ở tại Phú Châu, Ba Vì, Hà Nội. Một cái làng trước đây chơi rất nhiều cây nhưng đến bây giờ thì đã có một giai đoạn rất trầm ngâm, nhưng đến bây giờ thì đã thấy tín hiệu vui, đã quay trở lại, thấy các nhà đều bắt đầu mua rất nhiều những cái cây cảnh đẹp về để trang trí cho sân vườn. Đấy. Khi cây cảnh sốt lên thì bắt đầu các anh em đã chú ý quan tâm đến cây cối và đưa những cái tác phẩm cây cảnh về để trang trí không gian gia đình. Chính vì vậy mà anh em làng nghề họ đã được bán được rất nhiều cây. Giờ đang nghe nói là họ đang làm không kịp để bán cho nhân dân. Khi thị trường đắt lên thì tất cả những người buôn cây, những thợ cây, rồi đến những trong dân cũng đã đang bắt đầu tham gia vào cuộc. Một cái tín hiệu vui. Đây, cái không gian của nhà anh Nguyễn Hưng rất to và đẹp các bạn. Đấy, giờ người ta có điều kiện. Trước đây là người ta đã từng làm một cây lan. Thế nhưng giờ bắt đầu thị trường lan đi xuống. Bây giờ anh ta quay trở lại bắt đầu là vào nghề cây. Lấy thêm một số cây. Và tới đây nghe nói là anh ta chuẩn bị vào rất nhiều cái những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật. Bởi vì không gian sân rất là rộng các bạn. Đấy, có một cái sự đầu tư khá rõ rệt. Trước đây thì vườn cây rất là trầm ngâm. Thì đến bây giờ thì trong dân đã tín hiệu vui như thế này rồi thì các nhà vườn nhà thợ sẽ còn rầm rộ hơn rất nhiều các bạn ạ. Rồi đến một cái giai đoạn tới đây thôi, sẽ nhà nhà chơi cây cảnh, khắp nơi chơi cây cảnh, sẽ tạo lên một cái phong trào mới, một cái tín hiệu vui mới. Khi mà nhiều người đông đảo vào chơi cây cảnh thì cái số lượng người chơi sẽ đông lên và cái niềm đam mê sẽ được nhân lên. Thì đó là một cái tín hiệu vui. Cuộc chơi nào thế, càng nhiều người chơi, càng nhiều người tham gia thì cuộc chơi nó sẽ vui và sôi động. Thôi 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 thôi.
Nào đại gia Nguyễn Hưng có thấy ưng ý đôi long này chưa? Đây là sự khởi đầu, bắt đầu của một cuộc chơi của anh Nguyễn Hưng. Đầu tiên là một đôi long để trang trí nhà và sau sẽ là sưu tầm những cái cây cảnh nghệ thuật về sân vườn. Đấy, khi mà cái tín hiệu mà trong dân chơi mạnh mẽ lên thấy cái thị trường sẽ tươi đẹp dần. Đánh đua với cái cành em cho đỡ nghiêng. Rồi ok rồi đấy. Rồi phải có cái không gian để chơi cây. Đấy, khi làm nhà xong là phải có cái không gian để chơi cây thì nó mới phủ xanh nhà, nó mới mát được. Đấy, bây giờ hiện tại đôi cây đã được kê vào vị trí, chỉ đợi cho đất lên là xong. Giờ trong dân cũng đã bắt đầu sôi động lên, bắt đầu đi mua những cây cảnh về để trang trí cho không gian gia đình đẹp của mình. Đây Nguyễn Hưng quan sát nhé. Đây mới gọi đặt vào, còn chuẩn bị cho đất lên này, nhớ chưa? Đấy, cây đã như thế này được lề lối được chưa? Rồi cây tiếp theo đã được cỏ vào chậu. Đây. Khá là đẹp đúng không? Rồi, đó là quay tổng quan của cái không gian gia đình. Đấy, ngày mai cho mấy cái ô tô và cái xe cầu ra nữa thì nhìn nó sẽ rõ đẹp hơn. Rồi ngày mai cứ kê kín cái xuân này thì cũng vài chục cây đến hàng trăm cây, đến những cây mini. Đuôi long này là của nhà em bán lên cho khách à? Dạ vâng, đuôi này em bán cho khách anh ạ. Bán bao tiền đuôi long này đấy? Đang bán cho khách là 50 triệu một đuôi này ạ. À 50 triệu ạ? Vâng, công trồng cấy hết tất cả các thứ anh ạ. À tức là bao trọn gói luôn đấy? Vâng, bao trọn gói ship tận nơi ạ. À thế à? Ừ. Thế nhà vườn thì em ở dưới tên là gì, nhà vườn gì nhỉ? Em thì nhà vườn thì nó em thì mấy vườn cả. À đây vâng. Ờ thế báo giá cái này là 50 triệu là trọn gói. Thế nó cũng rẻ nhỉ? Kể công trộ rồi công trồng xe lên tận nơi, ship tận nơi. Vâng, xe em chở kìa. À đây. Ừ, đấy. Sau này có gặp em ngoài đường thì tới cầu chào cầu. Rồi đấy, anh em có nhu cầu thì liên hệ với em tên là gì nhỉ? Em tên là Cường ạ. À em Cường, vâng. Ở Nam Định nhỉ? Em Nam Định ạ. À, em Cường Nam Định, đó một nhà vườn chuyên cung cấp các loại cây cảnh. Anh em có gì thì liên hệ với em Cường. Và số điện thoại bao nhiêu em nhỉ? Số điện thoại của em ạ, 0975 ạ. 0975 359 359 0975
0985. À 0985. 599 ạ. 599. 294. 294. Đấy, có gì thì anh em liên hệ với em Cường à. Vâng, Zalo số đấy luôn ạ. Rồi rồi. Thì trực tiếp. Rồi thì xin cảm ơn tất cả các bạn quan tâm theo dõi, và nếu có nhu cầu mua cây nhà em Cường thì liên hệ, em sẽ bao ship và lựa chọn tận nơi cho các quý vị nhé. Xin cảm ơn và các bạn đã theo dõi.